vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Đài Truyền hình Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, Tiền Giang chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên thời tiết trong tỉnh phổ biến không mưa, nắng nóng xảy ra trên diện rộng. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp giắt qua 25 đến 28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục giắt qua trung trung bộ lấn Tây, do vậy thời tiết trên toàn tỉnh chủ đạo vẫn là nắng nóng, ít mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ dao động từ 26 đến 36 độ C, nắng nóng tiếp tục duy trì nhưng nền nhiệt giảm nhẹ. Riêng đối với thời tiết, các khu vực trong tỉnh, tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước, ít mây, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Đối với khu vực trồng cây ăn trái, trạng thái thời tiết nắng nóng tiếp tục duy trì, do vậy bà con cần chủ động tưới nước và cung cấp đủ ẩm cho cây như sử dụng rơm rạ để che đậy gốc cây, tưới nước vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối muộn để tránh việc bốc hơi nhanh. Khu vực nuôi trồng thủy sản thì cần chủ động giảm nhẹ nhiệt độ trong nước ao bằng cách dùng lưới che bề mặt ao nuôi để hạn chế bức xạ của ánh sáng mặt trời, bổ sung vitamin C, chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Đối với các hộ nuôi tôm, chi cục thủy sản khuyến cáo không cấp nước trực tiếp vào ao nuôi mà phải thông qua ao lắng đã qua xử lý nhằm hạn chế nhiễm mầm bệnh từ bên ngoài vào ao nuôi. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.